À, chào các bạn nha. Hôm nay mình theo anh thợ cưa này, anh hạ cái cây cây này các bạn. Cây này nó một thân gốc lên các bạn, nhưng mà nó được đâm hai tược. Giờ anh thợ cưa anh leo lên chảnh xong rồi anh cột cái sợi dây nha. Này nó có một cái sợi dây điện người ta đang cột vô cái cây này luôn mà để đi vô nhà luôn. Bây giờ anh leo lên trên đó anh cột dây hết rồi các bạn. Cái cây này người ta mé hết rồi các bạn, chủ nhà người ta mé trước rồi. Giờ anh cột dây xong giờ anh đang leo xuống rồi, sợi dây điện đã cột vô chỗ cái thằng hết. Cái này nằm ngay đường lộ luôn, đường này đường trong, đường khu dân cư. Hôm nay anh cũng tiếp tục dùng Hawana 42 các bạn. Bữa này là ETM 020 các bạn. Thì tụt xuống thấy vất vả quá. Cái cây rồng hổm ngày à, trời mưa các bạn ơi, nó hơi trơn nha, còn ướt nè, cái da nhìn nó thâm đen là các bạn cũng biết, trời mưa nó ướt, nó còn trơn lắm. Bây giờ anh đang tháo cái sợi dây điện này ra các bạn, để coi anh làm gì thôi nha. Sợi dây này vẫn có điện nữa các bạn. Anh móc cái sợi dây này vô đó các bạn ơi. Móc cái đó chi à anh? Kéo dây điện, điện ra hả? Anh móc vô đó là anh chặn cái sợi dây điện này ra ngoài các bạn. Để coi còn hồi anh hạ hai cái cây này sao nha. Hạ cây mệt không anh? Mệt các bạn, thấy gì chứ không phải đơn giản đó nghe các bạn. Kêu các bạn leo cây các bạn hạ các bạn mới biết. Thấy nhìn thấy nó đơn giản vậy chứ thật sự là nó cũng khó vậy lắm các bạn, nó mệt lắm á. Rồi tí khi nào anh hạ mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn, anh đợi anh chặn cái sợi dây này các bạn. Chặn sợi dây điện ra khỏi cái thằng mà lần khi mình hạ xuống nó không có dính sợi dây điện nữa các bạn. Đó. Giờ đây anh đang giữa cái lực cưa các bạn ạ. Này Hawana 42 các bạn. Trước khi cắt thì ảnh hay dỗ lưỡi cưa cho nó bán, mình cắt cho nó ngọt các bạn. Cái dỗ lưỡi cưa này nó có dễ không anh? Khó vậy. Khó hả? Dỗ bóng gì dữ vậy? Hơi teo à. Cái này mình vỗ làm sao để mà cho cái lưỡi cưa nó ăn nó ngọt anh? Móc hầu sâu vô. Móc hầu sâu vô ha. Rồi khi mình vỗ lưỡi cưa mình móc cái hầu để cho nó sâu vô nha các bạn. Rồi lưỡi cưa xúc nó có cái hầu mà. Cái hầu nó ở trong ấy. Đó, mình vỗ làm sao mình móc cái hầu để cho sâu vô nó sẽ ăn được mạnh nha các bạn. Rồi tí khi nào anh hạ cắt cái nhánh cây đó mình sẽ quay anh cắt cho các bạn xem nha. Xong rồi nha các bạn. Như bị cắt lại cái góc bên này cắt quá nhanh mình. Bây giờ
không cắt cho gã nha các bạn. Máy hùa nè, nó ăn rất là nhanh các bạn, rất là ngọt luôn rồi. Còn ấy thấy điện nha các bạn. Giờ tí nữa anh cắt cái góc phía này mình quay tiếp cho các bạn cùng xem luôn nha. Yeah.
đứt rồi đó các bạn. Đấy, chút mình đút cho bạn vô hồi nãy để coi nó cũng kinh chưa nha các bạn. Giờ mình thử mình bẫy xe bèn lên thử coi cây nó rung kinh không bạn. Nếu cây cứ rung kinh thì nó đứt rồi các bạn. Nó nhịp nhịp mà các bạn. Đó, đó. Còn nó rung kinh nữa đó mà, đó. Nó ngã nha các bạn, đứt rồi đó, đứt hết rồi, nó ngã rồi. Này mình để nữa cho xe cẩu nó cẩu luôn các bạn ơi. Bây giờ thấp. Rồi chắc mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Đây các bạn ở những video cây tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều nha.